Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu lại. Và đây là trận thi đấu thứ 3. Trận thi đấu trước thì tôi chả biết ai thắng được, bởi vì nhà chim thì cứng thật đấy. Bên kia thì AC Summer, bên này thì Minwan Greg. Kèo này một kèo lệch. Đánh 2-2 thì chim sẻ nắng cũng khó mà có thể thể hiện được cái tài cân đôi của mình. Nhưng bây giờ thì anh được cầm Minwan. Mọi thứ vẫn là trơn tru hoàn hảo. Bãi quả đầu đến 7 cây cơ. Dừng thông là có rồi. Tuyệt vời. Không có gì phải nghĩ cả. Gì kìa? Anh anh dâng lờ chém. Vâng, chim sẻ VD, ví dụ. Vâng, chim sẻ đang hỏi ví dụ dâng như nào. À, cũng chém bình thường thôi. Vâng, chim sẻ cần một tên ví dụ. Anh cần phải dâng lờ ví dụ để chém. Vâng, ví dụ như là anh dâng vào cạnh nhà chủ của em để chém. Hoặc là ví dụ như là anh dâng thẳng vào nhà của Cường VG nếu anh đang hack. Anh cần phải nói rõ hơn. Vâng, bắt đầu cắt dân ra. Đi kia. Cho nó gan. Cái này là cho nó có gan, thể hiện mình là người có gan. Một người gan dạ. Vâng, dâng lờ chém bán máu để cho chim đánh cung Nga. Chứ gần cái gì đâu. Dâng lờ thì biết gần nhà ai. Dâng lờ tôi chỉ biết là gần nhà của chim. Thế thôi. Một bài mà chim vẫn đang cố tình để lùa hiêu về, ép đời sớm. Sau đấy là đánh cung Nga. Đối đầu một AC và một Summer thì nói chung phải đánh cung Nga đúng thôi. Greg thì kiểu gì chả phế. Summer thì cũng sẽ đánh cung. À nhầm, đánh lạc đà để cho AC đánh cung. Nhưng tôi cái bài như này thì tôi thấy là Summer Dian thường là bài đẹp hơn AC. Cái kiểu 2-2 như này thì thường vậy. Cứ nhà cung đều thì nhà đẹp, nhưng mà nhà cung tuyển thì nhà cực xấu. Bây giờ thì chim vẫn đang lùa những con hiêu về với nhà chính nhà mình. Ôi giời, tuyệt vời đấy. Đập mặt vào con vực rực rỡ luôn. Đập mặt vào tiếp bãi cánh rừng dừa. Chỗ này mà kín nữa thì thôi chết với chim. Chim đang cố tình lùa những cái con hiêu ở trong bầy hiêu đầu về với nhà của mình. Một voi nữa dành cho chim. Tươi rồi. Tươi rồi, tươi rồi. Rực rỡ luôn. Vâng, quay trở lại màn hình máy của chim cò đồng nội. Thì bây giờ chim đã thấy được khá nhiều cò ấy rồi. Có cả cò đang ăn ở góc 3 giờ. Và lại 4 con voi nữa dành cho chim. Tuyệt vời. Và rạng ngời ông mặt trời luôn. Một trận thi đấu mà anh cứ bình tĩnh để đánh thôi. Đóng e chưa chim? Đóng e chưa? Chưa đóng rồi thì phải. Đóng e thôi, chưa đóng e. Trời ơi chim ơi. Vít e rồi. Quẩy nhanh một cái e. Quẩy lên nữa kìa. Gỗ chưa thụt. À quẩy rồi, quẩy rồi. Câu, vâng, con nào là con thứ hai mà con nào là con thứ nhất. À kia. Đúng thật là voi quá thích chim. Quá là thích chim luôn. Vâng, voi nó như kiểu là mỹ nữ vậy. Quá thích chim. Không bao giờ quay đầu. Bây giờ thì chim anh đang lùa những con hiêu này về với chiếc BS để tiện ăn. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại màn hình máy của chim thôi. 24 dân rồi, thế này thì 26 dân đấy. 26 dân thì đánh cung rồi. Đóng một cái BS thứ hai kia cạnh vàng và cạnh gỗ luôn. Chim vẫn đang có một bài cầm Minwan tươi. Không có cái gì là quá khó khăn cả. 80 mấy đấy. Kích đời rồi, đây là BB. Vâng, đây là BM và đây là BE. Không, cái BE trước kia thì tôi nghĩ đấy là điểm yếu quá. Đóng BE đấy thì nó lại thành một cái điểm cực yếu dành cho chim. Chỗ này thì đóng BM thôi. Còn chỗ kia thì đóng BE. Làm 3 lớp E vào đấy cũng được. Con voi này là con voi thứ tư đang về với nhà của chim. Quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục câu con này về nữa. À không, con này mới là con thứ tư chứ. Kia là con thứ ba thôi. Quá giàu. Bài mà chim vẫn đang thể hiện cái độ cứng của mình. Không có màn hình máy của Quidcam dưa lê dưa hấu. Chính vì thế mà chưa thể biết được Quidcam có dâng lời hay không. Chim sẻ vẫn đang cần một tên ví dụ. Một tên VD ví dụ dành cho Quidcam. Vẫn chưa thấy đâu cả. Kìa rồi kìa. Cẩn thận chết dần. Rất may chưa chết. Đóng BM ở đâu? Lên đời gần xong rồi. Đóng BM cái khe nào đây? B
BM. Đây là BM. Thế thì kia là BE. Đây sẽ là BM rồi. BM chuẩn bài luôn. Đây là BA. Rất chỉnh tề. Thao tác đóng nhà ở chim. Đóng một cái BS nữa ở cánh rừng dừa này. Để sửa cái những chiếc nhà BE ở đây. Thêm một cái BE nữa. Rất là hợp lý. Cái gì? Đỏ ở 9 giờ. Thế như vậy là Hoàng Hà DKZ cầm ACDAN ở 9 giờ. Tươi. Cái gì? Chọc 6 giờ đi, chứ còn gì nữa. Chọc nhà Summer, bởi vì Summer là người đánh chém. Chọc Summer đi ăn, để cho Summer đi ăn không thể đi được nhà chim sẻ quá nhiều. Chỗ này có 3 lớp E nữa cơ. Cứ phải 3 lớp E nữa. Còn không thì 5 lớp. Chim sẻ nắng nó bắt đầu nâng cấp chặt gỗ rồi. Bắt đầu xóa ruộng là phong cách của chim. Hãy xóa ruộng theo phong cách của chim. Đấy là điều mà tôi muốn truyền đạt đến tất cả các bạn. Bởi vì phong cách xóa ruộng của chim thật sự là quá phũ. Đầu nâng chặt gỗ kìa. Còn cái hở đằng kia nữa cơ. Chim có biết không? Vâng, chim có biết không? Tí lạc đà, lạc điếc, tầm ngỗng ở đây thì đúng là chim chết chặt. Lấy dài đỡ. Bò ở cái khe kia hay bò ở cái rừng dừa và sát mép bản đồ. Thôi bò cái chỗ này rồi. Đúng rồi, bò chỗ này. Bò đi. Bò đi, bò đi. Bò kìa. Có nghe không? Nghe rồi. Đóng hai lớp E ở đây. Vẫn đi dò xuống dưới nữa để xem nó còn hở hay không. Đấy điều chắc chắn mà chim sẻ phải làm. Sao vẫn chưa thấy anh Cường đâu? Anh Cường ơi, anh đang ở đâu? Anh Cường dường như đang bị chọc dò Hoàng Hà DKZ. Điểm số đang khá cao. Cao nhất bản đồ trận thi đấu thì luôn nâng bánh xe. Không nâng được khi mà chưa có lực. Cần phải nâng ấy đã. Nâng cung A một áo trước đã. 29-52. Chỗ này cũng còn hở toang ngoác ra cơ. Úi dồi ôi. Ơ kín. Đều rồi. Tự nhiên nó lại kín mới đều. Quá may dành cho chim. Một bài mà cực kín luôn. Cung A này chim sẽ đánh khá khỏe. Bài này lực cũng không phải là yếu. Đóng cái bia BA tiếp theo. Bây giờ thì xóa thêm ruộng. Xóa ruộng. Chuẩn bài luôn. Rất rực rỡ. 31-56 là cái tham của chim sẻ nắng ở thời điểm hiện tại. Vâng, quay trở lại màn hình máy của chim. Vâng, đã được 9 cái ruộng rồi. Chúng ta có thể thấy 9 cái ruộng dành cho Minwan. Thế này là tươi. Không có màn hình máy ở Quýt hay ông Cam thì kia không biết là chém thế nào. Nhưng mà Quýt Cam thì tôi nghe đồn đại các khán giả ngồi ngoài thì Quýt Cam là một con hàng cứng và cũng khá nổi tiếng. Dường như là cũng đã có khá nhiều nạn nhân của Quýt Cam ở quán Súng Con rồi. Tiếp tục xã ruộng. Vâng, vâng, quay trở lại màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng bây giờ thì chúng ta có thể thấy chim anh đã có quá nhiều ruộng ở xung quanh nhà của mình rồi. Chính cái ruộng xung quanh nhà chính, còn đây là một vốc ruộng nữa xung quanh chiếc nhà BG. Quá tuyệt vời dành cho chim. Tổng cộng là đến 17 cái ruộng rồi. 9 cộng với 8 là bằng 17. Một phép tính mà bây giờ tôi mới biết. Tuyệt vời luôn. Chuẩn bị lên xong cung ai áo bắt đầu bung ra ngoài. Bung ra ngoài gặp ai? Gặp Hoàng Hà thì chim chết chặt. Nhưng không gặp Hoàng Hà thì tươi. Đây rồi. Đường vận 200 gỗ từ game thủ Quýt Cam. Hoàng Hà đã mòn men đến đây rồi. Rất nhanh. Đây sẽ là một cái điểm yếu của chim sẻ nắng là anh sẽ khó thủ trong tên này. Nếu mà bị công vào. Đây 1, 2, 3, 4, 5 con cung rờ của game thủ Hoàng Hà DKZ. Cung rờ mới 7-1. Chưa có cái vẹo gì nhiều. Cũng được thôi, tên này thủ tươi. Có phải có cung A bên trong nữa cơ. Đen BB thì lại cũng mệt. Không đen thì cũng hơi khó. Tên này thì Hoàng Hà DKZ cứ công vào mặt này. Chim sẻ chết chặt. Chả lấy đâu ra mà có thể thủ được. Vâng, anh Cường thì lòn vần đằng kia. Anh Cường đã có phù thủy và đã phù được những con chém của game thủ Quýt Cam. Cao Quýt thì rồi, đấy rồi. Anh Cường điên hoang. Ơ kìa. Anh Cường không để ý rồi. Đây là chiêu giáp. Chính thế anh Cường không xoắn một mình. Anh Cường đang thân đôi lại. Đang thân đôi được trong trận thi đấu này. Vâng, phù thủy có cái là về ngay. Bây giờ Quýt Cam vẫn đang hoạt động cách khá hiệu quả. Quýt Cam thật sự là quá khứ. Đây là tên cung gờ, tên cung A đầu tiên của chim mà đang gặp một tên cung gờ quá to của DKZ. Có lẽ là sẽ là một tên mà game thủ DKZ sẽ đẩy thẳng vào nhà của chim sau đây ít phút nữa.
Vâng, chúng ta cùng quay trở lại màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng đây rồi nha. Chim đang bị công, chim đang bị công bởi Hoàng Hà DKZ ở cùng Hoàng Hà đâu sao tự nhiên ít thế này. Sẽ có những tờ đi móc máy của Hoàng Hà vào nhà của chim, chắc chắn như thế, đi móc máy của Hoàng Hà vào nhà của chim. Vâng, quay trở lại màn hình Papadakis. Vâng, quay trở lại màn hình máy ở game thủ chim sẻ nắng. Bây giờ thì chim sẻ nắng quyết định đẩy tên cung A đầu tiên của mình đi rồi, khi mà cung A đã là 7-4, gặp ngay cung G của Hoàng Hà DKZ. Hoàng Hà DKZ đang có một bài nhà khá đẹp. Hoàng Hà DKZ chim A cung G, chim sẻ chết một của cung A. Hoàng Hà vẫn chưa để ý. Ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa, chưa để ý kìa. Ơ cẩn thận bị bắt đấy, cẩn thận bị bắt tên này thì đó. Hoàng Hà DKZ đã nhìn ra rồi, DKZ đã nhìn ra rồi. Tên này của chim đang bỏ lắm, tên này của chim còn bé lắm, nhưng mà nhà của đồng đội, nhà đồng đội của chim đang bỏ. Chúng ta có thể thấy ở trên cái 2 giờ có những tờ chim giờ của thủ Hoàng Hà DKZ vào móc máy đúng rồi. Tên này chim đẩy đi thì chưa thể hiệu quả cho lắm được, khi mà số lượng cung R của chim của cái Hoàng Hà DKZ khá đông, cũng như là cả Cường VG cũng đang ở đây nữa. Cường VG đang phải e Hoàng Hà, phải e rồi, mang cả dân ra để quẩy. Quá hay cho Hoàng Hà, tôi thích tần mà dân và quẩy. Đúng rồi, phải có những tần dân quẩy như này. Chim sẻ nắng tiếp tục đẩy những tần ra với nhà mình lên. Chúng ta có đường đi quân của chim, bắt đầu bung hai cái nhà A nó lên rồi. Quá tuyệt vời, chim chưa dám đẩy. Như vậy là nhà Hoàng Hà DKZ canh cũng đang phối hợp với nhau quá liều tiều. Chém của game thủ màu 4 là không phối hợp với lại chim trong tên vừa rồi. Phối hợp với chim tên vừa rồi thì tuyệt vời hơn rất nhiều, cửa thắng là cực cao, nhưng lại không phối hợp, quá đen. Tên vừa rồi mà các anh biết phối hợp với nhau thì mọi thứ khác bọt hơn rất nhiều. Các anh lại không phối hợp. Bây giờ thì đây là một con lạc đà lẻ game thủ Cường VG chơi quýt cam đòi ốp. Khi mà game thủ Hoàng Hà DKZ đẩy quân ra thì ốp ở nhà Hoàng Hà DKZ chính là hợp thời điểm hợp lý rồi. Quá ca của Cường VG, rất căng rồi chim ơi, căng rồi chim ơi. Tên này mệt luôn, nếu mà có cả cung rồi. Chim vẫn đang phải ốp nhà một cách cực kỳ tập trung, không ốp được thì chim chết. Nhà Cường VG vẫn đang là ốp chết cung đấy. Đây là một tên mà DKZ vẫn đang hơi đủ tình một chút, vẫn chưa để chiến thắng được những con chém của Crack. Hơi liều tiều trong tên đẩy quân như thế này. Quay trở lại hình máy của game thủ chim sẻ đến nắng, chim vẫn đang bị không ca, vẫn đang nhấp nháy nặng hết cả lên, nhưng dường như chim đang môi đôi chân đã đập rồi. Quá phũ phàng dành cho chim sẻ nắng. Bây giờ thì chim lại bắn vào bãi vàng, Cường bắt đầu từ vàng rồi. Cường quá là chậm tay trong những tên như thế này. Cung A công mọi thứ nó hoàn hảo dành cho anh, nhưng mà Hoàng Hà DKZ vẫn chưa lọt vào, vẫn chưa phối hợp một cách nhuần nhuyễn được. Khi dường như Hoàng Hà DKZ như chim sẻ nắng canh vẫn chưa ngồi cùng chưa ngồi cạnh nhau một tí nào cả. Tên cung giờ, tên cung giờ đi ở giữa bản đồ chúng ta có thể thấy đang móc máy vào nhà của chim. Sao anh Cường lại đi sai? Tôi vẫn chưa hiểu, cửa thắng là cực kỳ cao luôn nhưng anh Cường quá khó hiểu luôn. Hoàng Hà DKZ vẫn to mà, anh Cường câu tên đấy xong rồi Hoàng Hà DKZ vào móc máy thì nhà chim thua chặt. Tự nhiên anh Cường đi sai, quá khó hiểu luôn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với kèo thi đấu 22 ở trên quán Dũng Con. Dũng Con như là Canny, các anh vẫn đang tập trung đội hình ở đây rồi, và các đội ngũ và những kỹ thuật viên của bên phía Game TV các anh cũng đang đi cài đặt để có thể xúc tiến trận thi đấu một cách nhanh chóng nhất, sớm nhất đến với khán giả. Những kèo đấu hot nhất dành cho khán giả trong những ngày đầu tuần, những ngày nóng bức của Hà Nội.